Chắc các ngươi cũng thắc mắc tại sao Cẩm Lệ Triệu đến giờ này phải không? Còn Triệu Tiết là phó tướng, chinh phạt Giao Châu để trả mối thù Ung Châu. Cẩm tin tưởng ngươi là cháu của danh tướng Quách Bân. Cả thiên hạ đều nhìn vào trận này. Đừng làm nhục thanh danh Đại Tống và đừng để Cẩm phải thất. Hết hơi. Đừng làm nhục thanh danh Đại Tống và đừng để Cẩm thất vọng. Nghệ sĩ Văn Ngà, 63 tuổi, diễn viên lồng tiếng gạo cội của làng phim miền Nam, đột ngột qua đời vì bệnh tim sáng ngày 16 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đạo diễn Đạt Phi, đàn em thân thiết của nghệ sĩ cho biết, ông mất vì nhồi máu cơ tim tại nhà trọ ở quận Gò Vấp. Nhiều năm qua, ông điều trị chứng trụy tim. Do nghệ sĩ không lập gia đình, chỉ có một người con nuôi, tang lễ ông đang được Đạt Phi và một số nhà hảo tâm lo liệu. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 11. Lễ động quan bắt đầu lúc 12 giờ ngày 18 tháng 11. Linh cữu được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Đạt Phi nói, vài ngày trước ông còn khoe với anh đang thu sách nói cho một công ty. Vài năm gần đây, ông chủ yếu làm việc cho công ty lồng tiếng của Đạt Phi, vẫn năng nổ với nghề. Ông từng gây ấn tượng trong giới khi lồng cho vai Quốc Dương trong phim Aladdin năm 2019. Quen biết Văn Ngà từ những năm đầu vào nghề, nghệ sĩ Kim Xuân nói, ông là một trong số hiếm giọng nói có cá tính riêng, dễ nhận ra trong vô vàn nghệ sĩ lồng tiếng. Văn Ngà sinh năm 1958, từng theo học trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Sau năm 1975, ông theo đoàn kịch nói Bông Hồng của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng và đoàn cải lương 284 một thời gian, chuyên đóng các vai phản diện. Nhận ra khó thể thành công trên sân khấu, ông chuyển hướng sang lồng tiếng. Từ đầu thập niên 1980, ông thọ giáo nghệ sĩ Lê Hưng. Nhờ chất giọng trời cho cùng khả năng học thoại kịch, ông nhanh chóng nổi tiếng trong giới. Những năm 1990, ông chuyên lồng tiếng cho các nghệ sĩ gạo cội như Mạc Can, Thanh Nam. 40 năm với nghề, ông đảm nhận giọng nói của hàng trăm nhân vật. Một thời gian, Văn Ngà tưởng chừng phải giải nghệ vì thù lao bèo bọt khi số lượng diễn viên trong giới tăng. Song vẫn quyết tâm gắn bó vì trót yêu nghề. Năm 2020, khi được hỏi về việc đa số công chúng không biết đến sự hiện diện của mình, Văn Ngà nói, không sao cả, miễn được khóc, được cười cùng các nhân vật, mang lại cảm xúc cho khán giả là hạnh phúc. Đã chọn một góc riêng lặng thầm, thì cần gì nghĩ đến sự nổi tiếng nữa.